Rồi, các bạn nha. Vậy là chiến đấu hai anh em là chiến đấu là 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ là 8:30. Không thành thành công được bộ dàn này. Thực sự là có những bộ dàn nó rất là khoai, có những khi mình phối ghép nó mình chưa được ưng. Mình chưa được ưng. Mà em mà sử dụng đến mấy con đẩy vang mic, nhưng mà hiện tại là để độ cái mic này này. Thôi các bác là nó đã cải thiện được khá là nhiều, nhưng mà để mức độ vào bọn em hoàn hảo thì em chưa ưng lắm. Này, anh em đã từng đặt dừng lại. Để sáng mai bây giờ ăn cơm nghỉ ngơi một đêm, sáng mai là tĩnh tâm là tiếp tục giải quyết của đạo này. Lần đầu tiên bộ dàn mà hai anh em chiến đấu 2 tiếng đồng hồ mà không thành công. Đây là đầu tiên rồi. Chiến đấu 2 tiếng đồng hồ mà không thành công một bộ dàn. Bây giờ thôi nghỉ ngơi đây, muộn rồi. Rồi sáng mai lại chiến đấu tiếp. Cái lúc nào mình phải ưng ý, mình ưng thì khách nó mới ưng được các bác. Thì các khách hàng người ta mới ưng được. Chứ không phải là như nào cả. Chứ còn nếu mà cài ẩu thì bây giờ là xong lâu rồi. Bình thường là thời gian 2 tiếng mình phải cài được 4 dàn này nhỉ? Bình thường là xong rồi đấy. Xong lâu lắm rồi. Ngày hôm nay là 2 tiếng là chưa được bộ dàn. Nhưng mà cũng không cố bác, mình phải dừng lại để mai mình làm hoàn hảo thôi. Đấy thì anh em lại nghĩ rồi là mai mà em lại tiếp tục cái bộ dàn này. Các bác sẽ xem khi nào mà em làm nó phải ưng rồi thôi. Có thể là nó đang một khúc mắc ở một cái vấn đề nào đó. Nhiều khi là cùng loi loa này hồi xưa cài rất là sướng, nhưng mà khi nào nó vào phối ghép cùng cái này nó lại cái này kia nó đá nhau, mình chưa tìm ra nguyên nhân. Phải tìm đúng nguyên nhân thì nó mới đẹp được. Thì xin hẹn các bác vào ngày mai tiếp tục cái bộ dàn này nhé. Nhìn từng hạt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Chân trời tươi, mưa trong màn xuân, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây nhớ ngang, ngập đầy tuyết rơi xa anh. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần cuối thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng khoe vui. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa bão giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong mãi bờ môi. Từ đời này bao nhiêu bao giờ để được nằm kề bên em. Mưa sẽ không rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Đấy, các bác vừa nghe này, thứ nhất là tại sao mà ngày hôm qua bọn em lại không duyệt được. Bởi vì nếu các bác nào để ý thì hôm qua là tiếng nó có một cái vấn đề là hơi có bè, có đuôi. Đấy. Và anh em gọi em là quyết định là không chốt cái hôm qua cái câu hình đấy. Và hôm nay đã cài lại, mặc dù là những bài hát bọn em hát chưa được hoàn hảo, nhưng mà khi bọn em thử tiếng mic ấy, thì sẽ cảm nhận được ngay cái bộ dàn này hiện tại bây giờ là tiếng mic rất là đẹp. Nó thẳng rất là đẹp. Hiện tại bác biết là em mà mới đòi hỏi Covid đây, mới Covid khỏi đây, nhưng mà cái tiếng mic ra nó sẽ có chiều sâu liền, nó sạch hơn qua rất là nhiều. Bởi vì đương nhiên là khi mình cài nó sẽ có những cái vấn đề mình sẽ giải quyết, không thể một sớm một chiều, nhiều khi là ngồi lúc đó là không làm được đâu. Nhưng mà ngày hôm sau tĩnh tâm nó lại mới ra được. Đấy, như hôm nay là lên cao luôn, thấp thoải mái riêng cư. Cả hôm nay là anh em đây là cũng giọng cũng yếu rồi, nhưng mà khi mình thử tiếng mic là biết ngay, phát hiện ra là tiếng mic hiện tại bây giờ nó thật, các bác là bộ này bây giờ tiếng mic là ực lắm rồi. Đấy, em còn tính cái trường hợp là em thay loa kìa. Em mang cái đôi loa khác vào để em thử xem, nhưng mà sau khi mà đã cài lại rồi hoàn toàn ok hết rồi. Như bộ này bây giờ là hoàn hảo rồi. Đấy. Có thể là các bác hiện tại đang nghe cấu hình này là bọn em đang để cấu hình là echo reverb. Đấy, em sẽ trải một cấu hình là echo nhiều và reverb nhiều, bác nào muốn hát nữa. Và một cái cấu hình nghe nhạc. Thì ngay bây giờ em cho bác cùng xem nghe thử xem cái nhạc của đôi loa này nhé, của cái bộ dàn này. Em sẽ cho các bác test đây, để anh em thợ sẽ làm cho bác nghe thử luôn.
những cái bản test nhạc của đôi bộ dàn này. Riêng vào nhạc thì chắc chắn là bộ dàn này nó phê rồi, bởi vì nó dùng con súp súp 50, súp hơi. Đấy. Riêng bộ này thì hôm nay là đối với bọn em là thấy là ok. Đấy, mình cũng thấy tự tin. Đấy, gửi cho khách hàng. Về ưng thì khách hàng người ta mới không được, có đồng tiền ra là xứng đáng ra. Cái ngày hôm qua là nhiều người khen hay lắm đấy, hôm qua test không được nhưng người rất là khen hay, nhưng mà cái loa tách thì rất là sạch, tín cực sạch rồi, cũng đâu cũng có nhập 50 mươi mm luôn, rất là rõ. Các bác nghe thử một chút sức mạnh rồi thôi, nếu còn riêng bộ này đều ok rồi, cài là ưng lắm rồi, chuẩn rồi. Khi bọn em cài đó, các bác là khi các bác nghe em hát ấy, thì các bác vẫn thấy ừ là hôm qua em tặng đăng lên ông nào cũng khen hay. Đấy, hôm qua em đăng cái video mà em chưa chốt được, chưa cài được mà bác nào cũng khen hay, được lắm rồi em, hay lắm rồi mà. Nhưng mà các bác biết là bọn em làm nghề thì nhiều khi đó là sẽ kỹ hơn. Đấy, khi mình cảm thấy là nó đang còn cái gì đó nó chưa hoàn hảo thì sẽ phải làm lại. Đấy. Vì với những nâng cấp khách hàng người ta bỏ đồng tiền ra, mình phải làm sao người ta ưng. Khẩu phục. Đấy, thì bộ dàn này ngày hôm nay đã hoàn thành rồi đấy. Xong và em đã vừa cài xong một bộ 40 bác khách rồi. Thế là sáng ngày hôm nay là thành ra ngày hôm qua 2 tiếng. 2 tiếng không cài được một bộ dàn nào mà hôm nay thành ra 2 tiếng để xong được 2 bộ. Đấy. Nó chỉ một chút thôi là nó tìm một cái khúc mắc ra là nó xong rất là nhanh bác. Đấy thì ngày hôm nay đã xong hoàn thiện nhá. Bộ này chắc chắn là bác khách sẽ rất là ưng luôn. Đấy còn hát hò là thật, các bác bảo em hát hôm nay em chịu rồi. Em thì mới hậu Covid xong nên là hát không nổi đâu. Đấy thì bọn này chắc chắn là bác khách nào mà hôm bác khách nhận hàng với em nhá, bác Hà Tĩnh ấy thì nhớ là giọng nó còn ngon, hát cho em một đoạn video gửi lên cho mọi người cùng xem nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều, xin hẹn gặp lại.